Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Dĩ An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu và một căn nhà cấp 4 gác lửng, mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Hai căn nhà này có diện tích là ngang 10, sâu 20m, thổ cư 100%. Nhà này có hướng Tây. Căn nhà này tọa lạc kế bên ngã tư 550, gần với khu công nghiệp Sóng Thần, gần với bệnh viện Quân đoàn 4. Từ nhà này di chuyển đến vị trí của phường Bình Chiểu, Thủ Đức chỉ khoảng tầm khoảng 2 km thôi nha. Từ đây di chuyển đi Bình Chiểu, Thủ Đức chỉ hết khoảng 2 km thôi. Nhà này thuộc mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán, mở văn phòng công ty rất là tốt nha. Quý vị có nhu cầu mua về đây, vừa kinh doanh vừa buôn bán được đa ngành nghề. Đây là căn nhà em giới thiệu cho quý vị này. Nhà một trệt hai lầu. Bên đây có một căn nữa đang cho thuê. Hai căn này đang cho thuê hết nhá. Tổng thu nhập của hai căn nhà này là 20 triệu trên một tháng. Bên đây cho thuê 9 triệu, còn bên đây là cho thuê 11 triệu nhá. Phía sau có phòng trọ luôn. Con đường bên tay trái của mình này, đây là ngay Vimcom 550. Vimcom 550 ở đây rồi nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 10, sâu 20, thuộc hai sổ riêng biệt. Quý vị có nhu cầu mua một căn, chủ cũng bán luôn. Mỗi căn là ngang 5, dài 20, tổng hai căn là 10-20, thổ cư hết, nhà hướng Tây. Cách ngã tư 550 chỉ tầm khoảng là 200-300m thôi nhé. Quý vị nào ở khu vực Dĩ An chắc chắn sẽ biết khu vực này. Ngay ngã tư 550, xe cổ lưu thông tấp nập nha. Đây là con đường phía trước này. Bây giờ em sẽ vào trong quay từng căn nhà cho quý vị xem nhé. Quý vị mình xem căn nhà bên trái này trước đi. Hiện tại chủ nhà đang kinh doanh buôn bán, đang cho thuê bên đây là 9 triệu một tháng này, đang bán đồ ăn nhé. Dạ em đang tút đây nhỉ. Bên đây là quán nhé. Phía trong là nhà. Quý vị nào có nhu cầu ăn uống thì liên hệ ở đây. Khu vực này buổi sáng và buổi tối kinh doanh buôn bán rất là đông. Bây giờ mình sang căn kế bên nhé. Trước cửa nhà mình hôm nay có tổ chức đám cưới này. Đường rộng mênh mông. Ở đây đường rất là rộng nha. Tổ chức sự kiện đám cưới ở đây là thoải mái luôn. Làm dạp đám cưới chưa hết một nửa đường. Rất là rộng nha. Đây. Khu nhà này. Bên đây có chung cư này. Đây quán xá, quán cà phê đầy đủ hết. Bên đây. Căn nhà này chủ nhà đang cho thuê 7 triệu và phía sau có 4 phòng trọ đang cho thuê nhà 4 triệu trên một tháng nha. Ở đây quý vị nào có nhu cầu mình sẽ xem trực tiếp luôn. Em sẽ quay căn nhà này nha. Tất cả nhà này đều có hai lớp cửa. Phía ngoài là một lớp cửa cuốn, đường trong là một lớp cửa nhôm xin pha. Nhà này một trệt hai lầu. Phía trong là phòng bếp nấu ăn nhé. Đằng sau có cửa sang lối phòng trọ, khu bếp này. Căn này đúc một trệt hai lầu kiên cố. Trên đây có cầu thang nữa.